Thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động lưu động có tổ chức và diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng, nhất là trong dịp cận Tết. Mới đây nhất, một người đàn ông bịt khẩu trang đã lợi dụng lúc cả trường tiểu học đang làm lễ chào cờ, đột nhập vào các phòng học trộm tiền của nhiều giáo viên. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 1, trong lúc hàng trăm học sinh và giáo viên, ban giám hiệu nhà trường của một trường tiểu học trên địa bàn phường Bình Triểu, thành phố Thủ Đức thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần dưới sân trường. Lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây mang theo ba lô đi từ cổng vào khuôn viên trường. Lợi dụng lúc mọi người tập trung chào cờ, không chú ý, người này đi theo cầu thang bộ lên lầu 1. Để không bị phát hiện, người đàn ông đã đi lom khom, bò theo hành lang để đột nhập vào các lớp học. Người này sau đó đã lục giỏ sách, cặp của nhiều giáo viên để trong lớp, trộm tổng cộng khoảng 75 triệu đồng. Đến khoảng 7 giờ 20 phút, người này cũng long khom đi ra ngoài, lấy xe máy rồi tẩu thoát. Sau buổi trào cờ, các thầy cô phát hiện mất cắp nên trích xuất camera thì phát hiện vụ việc như trên. Đồng thời, camera ở ngoài trường ghi nhận biển kiểm soát xe gắn máy của kẻ trộm là 54U52137. Nhà trường đã trình báo công an truy xét. Hiện công an phường Bình Triều, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức truy xét một người đàn ông đã lẻn vào trường tiểu học trên địa bàn trộm hàng chục triệu đồng của giáo viên. Trong khoảng thời gian cuối năm, các đối tượng trộm cắp thường xuyên hoạt động, thủ đoạn và phương thức hoạt động của bọn tội phạm cũng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Vì vậy, để phòng ngừa trộm cắp tài sản, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm trộm cắp tài sản